សួស្តីអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់សមីការមួយលើកយើងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាគឺសមីការរបស់យើងគឺរគីបនៃ 13x + 37 + រគីបនៃ 13x + 37 ស្មើរគីបនៃ2អញ្ចឹងយើងទៅដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាត្រង់គឺសមីការដែលគេឲ្យមកគឺយើងមានសមីការរគីបនៃ 3x ហើយសំទុះ 13x + 37ដកជាមួយនឹងឫគីបនៃ 13x ដក37ស្មើនឹងឫគីបនៃ2ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាសមីការដែលជាប់ឫគីបចឹងដើម្បីបាត់ឫគីបបានគឺយើងត្រូវលើកអង្គទាំង2លើកអង្គទាំង2លើកអង្គទាំង2ជាគីបពេលដែលយើងលើកអង្គទាំងពីរជាគីបយើងបានទៅជាឬគីបនៃ 13x + 37 ដកជាមួយនឹងឬគីបនៃ 13x + 37ទាំងអស់នឹងឯងលើកជាគីបស្មើនឹងឬគីបនៃ2ក៏លើកជាគីបនឹងស្មើគ្នាសងខាងអត់មានបញ្ហាអីទេចានេះដោយសារតែវាចូលរូបមន្តសក្តិភាពយើងមួយគឺ a ដក b លើកជាគីបហើយបើយើងសរសេរជាផលគុណកតាបាន a គីបដក b គីបដក3កតា a b សថា a ដក b អញ្ចឹងគឺអានឹងយើងពលាទៅយើងបានដូចជា a គីបរបស់យើងគឺឬគីបគឺគីបនៃ 13x + 37ទាំងអស់នឹងឯងឬជាគីបដកជាមួយនឹងឬគីបនៃ 13x + 37ទាំងអស់នឹងឬជាគីបដក 3 a របស់យើងគឺឬគីបនៃ 13x + 37គុណជាមួយនឹងឬគីបនៃ 13x + 37កថាឲ្យ a + b គឺឬគីបនៃ 13x + 37ដកជាមួយនឹងឬគីបនៃ 13x + 37គឺស្មើនឹងអានេះឬគីបនៃ2ឬជាគីបគឺស្មើ2ណាស្មើ2អូខេអានេះចេញមកវិសាតានេះមានយើងលើកវាជាគីបហើយនេះវារគីបអញ្ចឹងយើងសម្រួលវាចាស់ទៅគឺនៅសល់តែ 13x + 37នេះបានដកហើយទៅគឺ 13x + 37ដក3អូសល់តែនេះវាចូលរៀងអញ្ចឹងយើងអាចសេរួមគ្នាបានថាអានឹងវាស្មើនឹង 13x + 37ទៅតាមឲ្យ 13x + 37ហើយនេះយើងដឹងថាគឺផលដកនឹងស្មើនឹងឬគីបនៃ2នេះស្មើ2អានេះយើងដកនេះទៅជាងយើងបាន 13x + 37ដក 13x ហើយ + 37អញ្ចឹងអានេះគឺត្រូវជាដក3ឬគីបនៃចូលរៀងហើយដូចតែនេះវាបាន a ដក b គេថា a + b ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានទៅជា 13x ទៅអស់លើជាការ៉េដក37ការ៉េវាទៅគុណជាមួយនឹងឬគីបនៃ2ស្មើ2អញ្ចឹង 13x ដល់ 13x អស់0 37 + 37គឺស្មើនឹង74ដក3គុណជាមួយនឹងឫគីបនៃ2គុណនឹងឫគីបនៃ2ហើយគុណជាមួយនឹងឫគីបនៃឫគីបនៃ13x ទាំងអស់នឹងលើកជាការ៉េដក37ការ៉េស្មើនឹង2
chăng ở dương tự mình chỉ tới chăng đợi này chăng ở vì mình đọc bày vì mốc đó, đọc bày vì mốc dương anh bỏ chặt sự buồn một thằng này đấy vì thấy chỉ đọc bấy còn chỉ mùi nào rực kịp được phí còn chỉ mùi nào rực kịp này rực kịp này đọc bày ấy đợi chỉ cả đấy đọc xàm sầm pha cả đấy mà nè chương phi đỏ chất sắc buồn chén vì sao đỏ chất sắc phi nhà đỏ son khai dương sùng dương mình chắc chương dương đỏ hội đỏ bày mình thành này thiệt má chương bị bàn được kịp này phí côn chung mùi nè được kịp này đọc bày ấy lợi chia cái đấy đỏ xàm sầm qua gà rế mà chiếc đỏ chất sắc pi chạy ở đỏ bấy sao phải buồn á à, phải buồn chứ bắt to mà này tiền má chả mấy cái dương miền này ở được kịp này pi còn nâng ở được kịp này đọc bài ấy được kịp này đọc bài ấy đang ở lời chia cả rế đỏ xám sẫm pha cà rế mà chim mùi nàng học hay buồn chẳng đam bay đam bay đọc sai đâu ở nhà tết trên thời lớp viêm đoàn thì chỉ kịp lớp ong tiền phí lớp ong tiền phí lớp ong tiền phí chia chỉ kịp bây giờ lớp ong tiền phí chỉ kịp những bạn này chia rồi kịp này quý côn chung mùi nâng rồi kịp này đọc bài ích đang ọt lực chia cả đế đọc xàm xung phá cả đế cứ mà nâng một hay buồn lực chia kịp này nhé lực chia kịp này lực chia kịp lực chia kịp chứ là nếu bị bạn chạy mà bạn được quý rồi kịp bài này quý chia kịp côn chỉ mùi nắng rừng tiết bày này rừng tiết bày này đọc bày ấy họ hãy chia gà đấy đọc xàm phần phơi gà đấy hay lựa chỉ kịp kịp mà nên một hay bốn lựa chỉ kịp cho nên cho nhỏ bàn phí côn chỉ mùi nắng đọc bày ấy các họ ấy lựa chia gà đấy đọc xàm phần phơi gà đấy cứ vì mà nàng một hay buồn kịp chứ một hay buồn kịp một hay buồn kịp vì mà nàng một hay buồn còn là một hay buồn còn là một hay buồn chứ vì mà nàng mà mớn bay buồn cùng bay rồi một hay buồn nhé chỉ như bàn phí còn chưa mùi nào họ đọc bài ấy được chưa cả thế ban mà rồi học sắp cùng buồn ít cả đấy đó xem sắp bài cả đấy kêu một cô án bây rồi học sắp cùng buồn mà nữa mà mớn bây cô án cùng bây rồi học hay buồn con này hay buồn chắc nhưng hồi vì một thằng này má vì thầy chia mà rồi học sắp cùng buồn ít cả đấy đó một cô án bây rồi học sắp cùng buồn mà nâng tập bảy bảy và bảy bốn chạy chỉ phí chạy chỉ phí dân dân bàn chi mà rồi học sắp cùng buồn ấy cả đấy đọc một quan bảy rồi học sắp cùng buồn mà mình chạy mất bàn cùng mùi quan cùng buồn rồi tập phí trong khi chạy chân dân hồi nhuận thị mắt ban mà rồi học sắp cùng buồn ấy cả đấy Bisma nàng học cùng mùi quan buồn hỏi đọc phí bầu nàng mặc quan bày học sắp cùng buồn nên chân ở vị tư chỉ bầu diện bộ chuột này má viên bàn mà rồi học sắp cùng buồn ấy cả đấy
mà mấy như trên bộ trường ấy cứ mà không phải cố gắng thì họ phải sẽ mùi chứ những khi như đọc ít cả để tới ít cả để cứ mà nè không phải cố gắng thì họ phải sẽ mùi chai năng mà rồi học sẽ không buồn chứ như bạn thì chỉ ít cả để mà nè rồi như chai máu cứ mà ở xa sẽ không buồn chân nút ít bỏ dưỡng lục hợp để vì làng ra đi cá mà nâng bột đỏ ra đi cá cà rê này sang cuốn chân vì mà nâng bột đỏ lưu cà rê này vào chân chân loại dương miền phí cư đôi ní ít mà chân mùi nâng bụng phá rưu cột ít mà nâng đỏ phá chọc ấy chân ọc luôn sạp nga tu sạp bị đa một hộp chọc. Rồi trong tôi sẽ nói video của tôi tiếp.